lấp liếm và lòng tin. Người các bạn trong hãng Phượng Tím có một câu tiếng Anh mà Tony rất thích, dịch ra có nghĩa là: lòng tin là thứ quý giá nhất trên đời, mất nhiều năm để gây dựng, nhưng chỉ vì vài ba giây mà làm mất. Như các bạn đang làm ở hãng, có mấy lần Tony hỏi việc đó đã làm chưa, mặc dù chưa nhưng nói là đã làm rồi, lấp liếm cho cái sự quên của mình. Mà vì sao quên? Vì không có trách nhiệm, lo làm việc riêng, việc cần phải làm thì chẳng quan tâm, cũng có thể không có phương pháp làm việc, như không có ghi chép vào sổ các việc phải làm chẳng hạn, sợ bị la mắng, thế là lấp liếm. Các bạn nhớ nhé, tuyệt đối không được lấp liếm. Dáng bịa ra đã gọi cho khách hàng nhưng ông đó chưa bắt máy. Dạ đã gửi email cho ông, ông nói ok anh, nhưng thực tế lúc đó mới làm. Tony từng là nhân viên từ cấp thấp nên sao qua mặt được. Nên nhắm có qua mặt được tất cả mọi người thì cứ lấp liếm, còn không thì đừng. Một lần thất tín, vạn lần bất tin. Ông bà mình nói có sai đâu. Thương lái Trung Quốc làm mất lòng tin của người dân Việt Nam, vì họ đã nói một đằng làm một nẻo, tự đánh mất lòng tin, chứ không phải là người Việt Nam tự nhiên không tin họ. Nhà cung cấp không cho khách hàng nợ nữa, lỗi là tại khách hàng. Cứ đàng hoàng tử tế đi, đến hẹn là trả nợ, kẹt tiền thì nói kẹt và xin gia hạn, thì làm gì có chuyện không ai cho nợ. Còn nhiều đối tác cứ tiền mặt trả trước thì hãng mình mới bán hàng nhé. Vì mấy lần chính miệng giám đốc gọi điện nói là ngân hàng phát lệnh chuyển tiền liền, nhưng có đâu, tuần sau mới trả. Lúc đó lại lấp liếm cái máy phát bị hư, cái tài khoản ngân hàng hết tiền giải ngân, rồi thậm chí con bé nhân viên ngân hàng bị đau tay nên không phát được. Có lần Tony thuê đơn vị sửa chữa một văn phòng ở Thủ Đức, cậu phụ trách thầu xây dựng đến đo đạc để báo giá. Đang đứng chờ thang máy với Tony thì điện thoại reo, nó nói em tới cầu Lê Văn Sĩ rồi, còn 5 phút nữa em tới. Nó cúp máy rồi cười hành hạch, nói ông khách kêu qua kiểm tra công trình em xây cho ông năm ngoái bị thấm nước, nhưng em ưu tiên anh trước. Tony nói khỏi đo đạc mắc công, vì anh không đặt em làm đâu. Em nói 5 phút qua ngay, ông kia ngồi đợi, trong khi đó từ đây qua bển cũng mất một tiếng. Em đang ở Thủ Đức mà sao qua nói là cầu Lê Văn Sĩ? Thay vì em nói thật thì ông kia lại có thể sắp xếp công việc đi đâu đó, thay vì ngồi chờ rồi sốt ruột rồi gọi. Em ăn cắp mất 55 phút của ông ấy. Cả xã hội này bị lãng phí thời gian kinh khủng nếu ai cứ một giây chuyển nói dối như em. Nó ngạc nhiên, nói em chỉ nghĩ đó là sự lanh lợi, tụi bạn em đứa nào cũng thế. Rồi có ông khách hàng thấy đạo mạo và cũng hay nói chuyện đời, bữa ngồi nhậu chung, ông vừa kêu thức ăn, khui bia chuẩn bị uống, thấy điện thoại reo, đứa con gọi, ông nói sắp về tới rồi, ba đang kẹt xe chỗ cầu Thị Nghè. Rồi cười ha hả, nói cứ nhậu thoải mái đi, khuya anh về cũng được. Mình thấy khinh bỉ liền, nói dối cả với con nít, nên thôi không có nhậu lần hai. Nhìn mặt tôn trọng gì được mà cục ly mà nói chuyện, vì thể loại nói dối giết thành quen mồm, gặp ai cũng nói, làm gì cũng không thành thật được. Nếu bạn thuộc thể loại này thì mình tập dần bằng cách gặp ai cũng nên im miệng, vì không ai nói bạn bị câm. Cả cuộc đời mình nên xây dựng lòng tin từng ly từng tí một, vì không có lòng tin thì chính mình mới là người thiệt hại. Thành thật, trung thực thì sẽ có cảm tình từ người khác, và lúc đó muốn gì cũng được, làm gì cũng thuận lợi vì người ta tin. Còn cứ nói dối thì cứ phải chạy theo, phải động não nghĩ ra cách chống chế, và trí nhớ phải tốt để nhớ hôm bữa mình lấp cái gì, liếm cái gì. Nếu thấy mình có trí nhớ siêu việt thì cứ nói dối, còn không thì thôi. Mấy đứa hay lấp liếm cả đời không khá nổi, lấp một chuyện rồi sợ lộ ra nên tiếp tục lấp, có khi lấp không được thì phải đào lên mà liếm.